Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Này Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi mẹ được thụ thai vô nhiễm, Chúa Thánh Thần đã chọn mẹ làm nhà tam cho Chúa ngự trị. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân vỗ mặt trái đất. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ năm tư. Amen. Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi vui hay xuống thế làm người, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, mẹ đã trở nên thân mẫu của Thiên Chúa. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Này Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi mẹ cầu nguyện với các tông đồ trong phòng tiệc ly, mẹ đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân vỗ mặt trái đất. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tam tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Người sẽ ghi trong trái tim chính lệ luật tình mến Chúa truyền ban. Người đốt lên trong trái tim ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính thần đừng dịu dẫn giữa trần gian. Ngài đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tam tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Phép lần hột kinh Chúa Thánh Thần. Tư nhất thì ngân, Đức Chúa Giêsu nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
ta hãy xin cho được lòng kính sợ Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Lạy Cha, Cha đã giao hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một thần khi ấy, xin ban cho chúng con được mến cảm điều thiên hảo và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thứ hai thì gấm, Đức Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần tấn phong làm đấng thiên sai trên sông Giô-đan. Ta hãy xin cho được lòng sốt sắng mà thờ phượng kính mến Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Này Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Này Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Lạy Cha, Cha đã giao hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một thần khi ấy, xin ban cho chúng con được minh cảm điều thiên hảo và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thứ ba thì gần, Đức Giêsu chịu chết trên cây thánh giá
để xóa tội trần gian và ban Chúa thánh thần. Ta hãy xin cho được lòng yêu biết Chúa luôn. Lạy Chúa thánh thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa thánh thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa thánh thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa thánh thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa thánh thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa thánh thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa thánh thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới nguồn lòng. Lạy Cha, Cha đã giao hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Nhờ cũng một thần khi ấy, xin ban cho chúng con được mến cảm điều thiên hảo và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thứ bốn thì gầm, Đức Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần xuống cho các tông đồ để tha tội muôn dân. Ta hãy xin cho được lòng mạnh mẽ mà Chúa toàn bốn phẩm làm con Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Lạy Cha, Cha đã giao hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Nhờ cũng một thần khi ấy, xin ban cho chúng con được minh cảm điều thiên hảo và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thưa
tâm thì gần. Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Giêsu ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần và cho hội thánh được tràn đầy sức mạnh mà bắt đầu đi rao giảng khắp thế gian. Ta hãy xin cho được một lòng biết nghe lời Chúa bao ban. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới nguồn lòng. Lạy Cha, Cha đã giao hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Nhờ cũng một thần khi ấy, xin ban cho chúng con được mến cảm điều thiên hảo và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thứ sau thì gầm, Đức Chúa Thánh Thần lần đầu tiên ngự xuống trên khắp bản dân thiên hạ. Ta hãy xin cho được lòng tri thông minh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Này Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Này Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn đời. Lạy Cha, Cha đã giao hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Nhờ cũng một thần khi ấy, xin ban cho chúng con được minh cảm điều thiên hảo và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thứ bảy thì gần, Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thánh mọi thời bằng cách ban phát hồng ân và các tác sống của Người. Ta hãy xin cho được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Và xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng mọi người. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Lạy Cha, Cha đã giao hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Nhờ cũng một thần khi ấy, xin ban cho chúng con được mến cảm điều thiên hảo và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, là thần trí ánh sáng và tình yêu, con xin tận hiến cho Ngài bây giờ và mãi mãi về sau trí khôn con, tâm hồn con và ý chí con, toàn thể con người con. Ước gì trí khôn con luôn ngoan ngoãn nghe theo lời Ngài soi sáng và nghe theo giáo huấn của hội thánh công giáo thánh thiện, mà Ngài là người chỉ đạo không thể sai lầm. Ước gì tâm hồn con luôn cháy lửa tình yêu Chúa và tha nhân. Ước gì ý chí con luôn quân đục theo thánh ý Chúa. Và ước gì cả cuộc đời con là quân đúc trung thành bắt chước đời sống và nhân đức của Chúa Giêsu Kitô, là đấng cứu thuộc chúng con. Xin dâng lên Người cùng với Chúa Cha và Chúa. Ôi lạy Chúa Thánh Thần, danh dự và vinh quang đến muôn đời muôn kiếp. Amen.